đã nghỉ công tác, một phó chủ tịch quận vẫn họp và ký hàng chục văn bản. Thưa quý vị và các bạn, dù đã có quyết định cho nghỉ công tác từ ngày 1 tháng 11, nhưng bà Phạm Thị Hòa vẫn được quận Hà Đông, thành phố Hà Nội phân công công tác và vẫn ký hàng chục văn bản. Ông Lê Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định số 5600 về việc nghỉ công tác đối với bà Phạm Thị Hòa, sinh năm 1969, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết bà Phạm Thị Hòa được nghỉ công tác theo Nghị định số 46 ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Chế độ chính sách đối với bà Phạm Thị Hòa được thực hiện theo quy định hiện hành. Đáng chú ý, theo tìm hiểu của chúng tôi, dù thành phố Hà Nội đã có quyết định cho nghỉ công tác từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, tuy nhiên từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11, quận Hà Đông vẫn bố trí phân công bà Phạm Thị Hòa đi làm và xử lý văn bản bình thường. Bà Phạm Thị Hòa vẫn tham gia một số cuộc họp do quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tổ chức và có phát biểu. Nêu ý kiến trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, dù đã có quyết định nghỉ công tác. Thậm chí từ sau ngày 1 tháng 11 đến nay, bà Phạm Thị Hòa vẫn ký hàng chục văn bản trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. Theo nguồn tin đến hôm nay, quận Hà Đông vẫn chưa công khai tổ chức chào quyết định nghỉ công tác đối với bà Phạm Thị Hòa. Được biết, bà Phạm Thị Hòa có hơn 30 năm công tác trên địa bàn quận Hà Đông, trải qua nhiều vị trí trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông năm 2014. Trước khi có quyết định nghỉ công tác, bà Phạm Thị Hòa đã có đơn xin được nghỉ hưu trước tuổi. Theo quy định, bà Hòa vẫn còn hơn 2 năm công tác nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Người phụ nữ nghi giả bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, bé gái mới sinh được một ngày nghi bị bắt cóc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được công an tìm thấy tại huyện Dầu Tiếng, cách hiện trường vụ việc khoảng 40 km. Sáng nay trao đổi với phóng viên chúng tôi, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã có báo cáo thông tin ban đầu về vụ việc bé gái sơ sinh nghi bị bắt cóc xảy ra tại bệnh viện này. Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, trước đó lúc 17h35 phút ngày 4 tháng 11, một bé gái sơ sinh ở khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương bị người phụ nữ khoác áo blue giả danh cán bộ y tế lén lút vào bế đi. Cháu bé sau đó đã được công an tìm thấy cách bệnh viện khoảng hơn 40 km. Bé sinh vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 3 tháng 11, nặng 3 cân. Bé gái bị bế đi là con của chị HTB, sinh năm 1998, quê ở Hậu Giang. Theo sản phụ, thời điểm xảy ra vụ việc có người phụ nữ mặc áo trắng vào nói đưa bé đi cho bác sĩ chích ngừa. Sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo bệnh viện phối hợp chặt chẽ với công an để điều tra sự việc. Sau đó, công an đã tìm được em bé tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Mặc dù đã tìm được em bé nhưng ngành y tế yêu cầu bệnh viện tập trung theo dõi sát sao sức khỏe sản phụ, động viên trấn an tinh thần của sản phụ và gia đình. Bên cạnh đó, tập trung báo động đỏ cho toàn bộ các khoa trong bệnh viện, cảnh giác cao độ, rà soát lại tất cả các quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất cho người bệnh. Bé được đưa về với mẹ trong đêm, hiện tại sức khỏe của bé và mẹ đã ổn định, được các bác sĩ theo dõi. Ngành y tế địa phương vẫn đang phối hợp cùng công an tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân. Bắt người phụ nữ giả danh cán bộ thanh tra chính phủ lừa 10 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Phạm Thái Mai Hương mạo danh mình là cán bộ của thanh tra chính phủ, quen biết nhiều người ở Trung ương và Công an, lừa đảo nhiều người đến 10 tỷ đồng. Hôm qua, đại diện phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thái Mai Hương, 40 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Hương tự giới thiệu là cán bộ công an tại thanh tra chính phủ, có quan hệ quen biết nhiều cơ quan trung ương và công an nên có thể lo lót can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho Hương một số tiền để lo việc. Sau khi nạn nhân tin tưởng đưa tiền thì Hương chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Với thủ đoạn như trên, Hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn của chị T số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng BC02 kêu gọi ai là nạn nhân của Phạm Thái Mai Hương đến phòng cảnh sát hình sự số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc liên hệ cán bộ Phan Văn Tứ, phó đội trưởng đội 6 phòng BC02 qua số điện thoại 0979 123 319 để trình báo tố cáo phục vụ điều tra xử lý. Nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái nói sẵn sàng bán cả nhà để đi kêu oan nếu bị tuyên có tội. Thưa quý vị và các bạn, bị đề nghị phạt từ 3 đến 4 năm tù trong vụ án khai thác trái phép khoáng sản ở Yên Bái, Nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng nói bằng mọi giá sẽ tìm lại công lý.
Nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm, sau quá trình xét hỏi, hôm qua đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án khai thác trái phép khoáng sản ở Yên Bái. Ở vụ án này có 10 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng. Bị cáo Đinh Tiến Hùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên cùng với hai người khác là Lưu Bằng Đoàn, sinh năm 1972, trú thành phố Yên Bái, Nguyễn Mạnh Hùng tức Hùng Lùn, sinh năm 1978, trú thành phố Hà Nội. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị truy tố các tội như vận chuyển trái phép vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Trước khi bước vào tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù cho nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ 2 năm tù đến 16 năm tù cho các tội danh bị truy tố. Ở phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2023, sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Bị cáo Đinh Tiến Hùng cũng bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, phạt bổ sung từ 100 triệu đến 200 triệu đồng. Tự bào chữa trước tòa ngày 3 tháng 11, bị cáo Đinh Tiến Hùng trình bày mình không có hành vi nào liên quan đến việc vi phạm quy định về khai thác tài nguyên ở mỏ núi Ngàng Yên Bái. Nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái nói bị cáo này không biết, không lợi dụng ảnh hưởng cá nhân để đi lo quan hệ, lo cơ chế như cơ quan truy tố cáo buộc. Đinh Tiến Hùng cho rằng bị cáo cũng không đầu tư, không góp vốn, không lo chi phí cũng như không bố trí phương tiện, con người, vật tư, máy móc để thực hiện hành vi khai thác quặng trái phép tại mỏ núi Ngàng, không được chia lợi nhuận từ mỏ này. Bị cáo Hùng còn cho rằng qua hồ sơ cũng như các lần xét xử, phía Viện Kiểm sát chưa đưa ra được một bằng chứng nào để chứng minh rằng bị cáo có hành vi thúc đẩy tổ chức chỉ đạo đôn đốc và phân công nhiệm vụ liên quan việc khai thác tài nguyên trái phép. Đối với các dữ liệu như tin nhắn của Đinh Tiến Hùng với Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty Tuyên Huy, Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy và các bị cáo khác, bị cáo Đinh Tiến Hùng cho rằng hoàn toàn không liên quan, không thể hiện bất cứ việc bàn bạc, đôn đốc chỉ đạo nào trong việc khai thác trái phép khoáng sản. Theo bị cáo Đinh Tiến Hùng, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Tuấn nhiều lần khẳng định và chắc chắn rằng sau khi gặp nhau ở quán cà phê Đồng Tâm, thành phố Yên Bái ngày 18 tháng 10 năm 2020, thì không có bất cứ việc trao đổi bàn bạc qua lại. Bị cáo Nguyên là lãnh đạo tỉnh đoàn Yên Bái nói, một lần nữa tôi xin khẳng định là tôi không có bất cứ một hành vi nào trong việc vi phạm khai thác khoáng sản. Tiếp tục trình bày ở phần bào chữa, Đinh Tiến Hùng cho biết sau khi nghe quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát và với những diễn biến tại phiên tòa, bị cáo này không đồng tình với quan điểm buộc tội, nói mình có vai trò tổ chức thực hiện. Mặt khác, bị cáo Đinh Tiến Hùng cũng dẫn chứng những thông tin giữa cáo trạng và lời khai của các bị cáo ở phiên tòa. Theo đó, Lãng Đức Hân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Ngọc Tâm không bao giờ khai thường xuyên thông tin với Đinh Tiến Hùng về độ quặng, tuy nhiên trong cáo trạng thì nêu là thường xuyên thông tin. Với Hùng Lùn, tại phiên tòa sơ thẩm này, Hùng Lùn đã khai rất rõ ràng rằng Hùng Lùn không có trách nhiệm phải báo cáo Đinh Tiến Hùng, không liên quan gì phải báo cáo, nhưng theo Đinh Tiến Hùng, cáo trạng nêu rằng Hùng Lùn thường xuyên báo cáo mình. Bên cạnh đó, với Nguyễn Trọng Tuấn, bị cáo Đinh Tiến Hùng trình bày cáo trạng cũng thể hiện Tuấn và Đinh Tiến Hùng thường xuyên thông tin, liên lạc về độ quặng, nhưng trên thực tế và cũng như Tuấn đã khai tại tòa, từ khi gặp nhau ở quán cà phê Đồng Tâm thì hai người này không có bất cứ trao đổi bàn bạc nào. Bị cáo Đinh Tiến Hùng tự bào chữa. Nếu quan điểm của Viện Kiểm sát như này và tòa tuyên tôi có tội, tôi và gia đình tôi sẵn sàng bán nhà, thậm chí dành cả cuộc đời này đi gõ cửa từng cơ quan chức năng cá nhân có trọng trách để đòi công lý. Tôi đề nghị hội đồng xét xử một cách toàn diện, khách quan dựa trên các căn cứ áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, tuyên tôi không phạm tội, tôi bị oan. Cáo trạng thể hiện trong thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, lợi dụng hợp đồng nổ mìn sửa chữa nâng cấp đường lên mỏ công ty Tuyên Huy, Lãng Đức Hân cùng đồng phạm đã sử dụng trái phép kíp nổ các loại để khai thác trái phép quặng chì kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ của công ty Tuyên Huy và mỏ dưới thuộc thôn Làng Dẫy, Cảm Nhân Yên Bình, với tổng khối lượng là 1.096 tấn quặng chì kẽm, giá trị hơn 2 tỷ đồng. Nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng bị cáo buộc có vai trò là người khởi xướng đặt vấn đề và đưa ra mức hưởng lợi nhuận của bản thân cũng như với công ty Tuyên Huy, thống nhất giao cho Nguyễn Mạnh Hùng tìm người lên mỏ để triển khai thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và phải chịu trách nhiệm đối với khối lượng khoáng sản khai thác trái phép tại mỏ của công ty Tuyên Huy.
Cơ quan truy tố cũng cáo buộc tại cuộc gặp giữa Tuấn, Hậu và Đinh Tiến Hùng ở quán cà phê Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vào chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020. Đinh Tiến Hùng chủ động đặt vấn đề với Hậu và Tuấn với nội dung: các ông có mỏ, tôi thì có quan hệ. Bây giờ đang tiện việc làm đường thì cứ tiến hành khai thác quặng luôn. Tôi sẽ đứng ra lo quan hệ cơ chế. Còn Hùng luôn đi tìm người về để khai thác quặng. Sau khi khai thác và bán được quặng thì tính toán trừ chi phí quan hệ. Chi phí sản xuất thì tôi sẽ lấy 1/3 lợi nhuận, 2/3 còn lại là của công ty Tuyên Huy và Hùng Lùn.